Tôi xin chào các anh chị và các bạn. Rất vui được gặp các anh chị và các bạn trong một cái video tiếp theo. Và video này thì Hải giới thiệu đến các anh chị và các bạn một cái lô đất mà chủ gửi Hải bán nha. Nó nằm ở là phường 11, thành phố Đà Lạt nha các anh chị. Và cái góc quay này nè, Hải muốn cho các anh chị nhìn xem á. Đó là cái góc quay mà từ hướng Đà Lạt đi về phường 11 nha. Đó, và phía trước của mình đó là những cái quán bò tơ mà nổi tiếng ở Đà Lạt nha các anh chị. Đó. Và cái nhân vật chính của mình đây nè anh chị, nó sẽ nằm ở một cái ngã ba này đi vô ha, cái chỗ cái xe máy có anh chàng anh bị chạy vô đó. Và đây là cũng là một cái khu rất là nổi tiếng của Đà Lạt nha, đó là quán cà phê Túi Mơ To nha các anh chị. Đó. Và đây cái góc quay này là góc quay mình đi thẳng về phường 11 nè, chạy mát nè, về chùa Ve Chai luôn á các anh chị. Đó. Và Hải giới thiệu đến các anh chị một cái lô đất mà view của nó và cái vị trí thuận lợi để làm du lịch luôn nha. Đó, và từ cái ngã ba này nè các anh chị, mình đi vào tới cái vị trí lô đất á thì nó tầm là 100m thôi nha. Đó. Và đường nè các anh chị, kiếp sệt là đường vào quán cà phê Túi Mơ To, thì đó là đường đi vào lô đất mà Hải muốn giới thiệu đến các anh chị và các bạn nha. Rồi bây giờ thì Hải xin mời các anh chị và các bạn theo Hải, Hải sẽ dẫn anh chị vào bên trong nha. Rồi bây giờ thì bắt đầu từ cái quán cà phê nha các anh chị. Đó, hãy quay cho anh chị xem ha. Đó, hẻm 31 Sào Nam ha, tiệm cà phê Túi Mơ To ha. Rồi xông hơi tắm nóng, rồi cà phê bánh nhà mây cây gì đó. Và trong này nó rất nhiều homestay luôn nha các anh chị. Đây là một cái khu vực du lịch luôn nha. Và bây giờ thì mình vào bên trong ạ. Và từ ngoài đường á thì mình đi vào đến vị trí lô đất của mình á là 100m thôi nha các anh chị và các bạn. Đó, đây, đến đây. Đó, và tới phía trước mình chút xíu nữa đó là quán cà phê Túi Mơ To nha. Thì bây giờ Hải sẽ rẽ tay trái để xuống đây nha các anh chị. Đó, và bên hông của con đường này nè là bên hông của quán cà phê Túi Mơ To luôn nha. Đó, đường thì hiện lại là đường bê tông 4m nha các anh chị. Đó. Đúng 100m thôi các anh chị và các bạn là mình đã đến cái vị trí lô đất của mình rồi nha. Đó, rồi, và đây thì mình đã đến vị trí lô đất rồi nha các anh chị và các bạn. Rồi bây giờ thì Hải đã đưa các anh chị đến cái vị trí cái lô đất của mình rồi ha. Đó, đây là vị trí mà lô đất mà Hải muốn giới thiệu đến các anh chị đây. Đó, từ bên ngoài mình đi vào là từ ngoài đường quốc lộ luôn nha. Mình đi vào đến trong này thì nó là chưa đến 100m nha anh, anh chị và các bạn. Còn phía trên mình đó, đó phía trên của mình là cái quán cà phê Túi Mơ To, là một trong những quán cà phê rất là nổi tiếng của Đà Lạt nha. Và dọc theo cái con đường mà Hùng Vương này nè anh chị, là mình sẽ đi đến rất là nhiều giống như là thung lũng đèn, rồi lẩu nhớ này nọ nha các anh chị. Và bây giờ thì hãy làm chi tiết để các anh chị và các bạn có cái hình dung về cái lô đất của mình nha. Là lô đất của mình thì nó bắt đầu từ đây. Đây, từ cái góc này đó anh chị, là cái đuôi nó là nó bị hơi bị nhọn nha. Và bên này nó có một cái đường, thì cái này là một cái khoảng cách là đường xe máy thôi nha các anh chị. Đó. Và bên này là đường ô tô nè. Đây, hãy sẽ diễn giải rất rõ luôn ha, đường ô tô. Và khi xe hơi mình xuống đây thì mình sẽ đậu đây. Bên cái phần xăng có những cái này, tại vì nói chung là chủ họ về Sài Gòn lâu rồi đó các anh chị, thành ra họ bỏ như vậy nha. Bên cái phần xăng này đó, thì họ để đỡ bên nhà bên này, họ để nhờ ha. Đó, xe hơi thì mình đậu ở đây nha. Đó, và bây giờ thì Hải sẽ làm chi tiết cho các anh chị và các bạn mình có cái nhìn cặn kẽ hơn nha. Đó, đất của mình thì bắt đầu nó sẽ viền theo cái bờ tường đấy nè các anh chị. Đó, cái đường này là đường ô tô nha. Rồi, đó, nó sẽ viền theo cái bờ tường này, đây. Rồi, hãy mời các anh chị và các bạn xuống dưới này nha. Đó. Đây, trên cái phần đất này á thì hãy làm là từ khúc trên thì nha, tại vì nó nói chung là từ ở trên cái đường mình đi vào nó là giống như một cái đuôi chuột anh chị, nó là cái tam giác nha. Thì bề ngang của cái phần ở trên này nè thì nó tầm là 13-14m nha các anh chị. Đó, thì cơ sở hạ tầng á, thì trước đây chủ họ có làm vậy rồi nè đó, nhưng mà về mà vấn đề là gia đình là cha mẹ lớn tuổi á, thành ra là họ không có cái nhu cầu mà hoạt động ở đây nữa. Đó, cho họ làm để họ kinh doanh nha các anh chị. Đó, như các anh chị nhìn xem đây, về phần bên này nè. Đó, họ làm cái bungalow vậy đó.
Đó thì họ cũng nghĩ là để sau này họ kinh doanh, nhưng mà giờ về cha mẹ già lớn tuổi rồi đó thì họ phải về họ phụng dưỡng. Cái lý do đó thì họ bán lại cái lô đất này nghe anh các anh chị và các bạn. Rồi giờ thì mình đi xuống đây đi ha. Rồi Hải sẽ làm rõ chi tiết cho các anh chị và xem. Đó, trên đất của mình á, thì hiện tại thì họ có trồng là như Hải thấy nè, là cây mai anh đào nè, rồi cây vú sữa nè, có hai cây vú sữa nha. Đó, rồi cây mai anh đào, rồi cái cây phượng tím nữa nè, đó. Rồi xuống đây camera ơi. Đó. Trước đây thì họ làm du lịch nha các anh chị. Đó, nhưng mà mấy năm nay là cha mẹ họ lớn tuổi đó, không ai chăm sóc đó, thành ra là họ đi về Sài Gòn. Đó, rồi và bây giờ thì mấy năm rồi là họ không có quyết định là lên đây kinh doanh nữa, thành ra họ bán lại lô đất này nha. Đó. Và từ ở trên kia mà mình đi xuống hết cái vị trí lô đất của mình đó thì nó phải tầm là 50 mét nha các anh chị. Đó. Và bề ngang ở dưới khúc dưới này nè các anh chị thì nó là tầm là 17 18 mét nha. Đó, còn chiều dài của nó là 50 mét. Đó, họ làm mấy cái này là bằng sắt luôn nha anh chị, rất là kiên cố luôn nha. Rồi camera quay lên cái phía trên này cho họ xem cái chỗ này nè. Đó. Đó, tại vì cái khu vực này là cái khu vực mà du lịch đó các anh chị, thành thử ra là họ làm du lịch nha. Đó, và xuống dưới phần dưới này để Hải làm cho nó rõ chi tiết luôn cho các anh chị và bạn xem. Đây, đường ô tô thì mình đi tới đây luôn ha. Đó. Và phần đất của mình thì như Hải đã chỉ rồi nha các anh chị, bên này là cái đường mương và con đường đi chung nha. Phần đất của mình là từ đây ha. Đó. Và trên đất đây là cái phượng tím nè các anh chị. Đó, camera zoom lên cho sẽ sang cái phượng tím. Đó. Rồi vào đây đi. Nói chung là trên đất cũng có một số cây cảnh đó, sẵn đó, thì mình cũng đỡ cho mình ha anh chị ha. Đó. À, cây mai anh đào anh chị. Mai anh đào bây giờ nó vẫn còn hoa luôn nha. Đó, nó vẫn còn hoa luôn. Rồi bây giờ thì hãy mời các anh chị và các bạn mình xuống đây để hãy chỉ cái ranh cho nó rõ ràng luôn nha các anh chị. Đó. Đây đường ô tô và đất của mình thì nằm bên cái phần vực bên này ha. Rồi anh chị xuống đây. Đây, và nó đến cái cây này thôi nha. Đó, phía bên, từ bên này các anh chị nhìn xem. Đó, nó đến đây. Từ cái này trở lên là phần đất về lui về sau là của mình nha. Còn dưới này là của người ta nha các anh chị. Đó, và khi mà mình xây dựng lên trên cao á, thì cái view của mình rất là thoáng nha. Đó, và phía bên kia đó là khu vực Nam Hồ nha các anh chị. Đó, phía bên mà mình nhìn thấy qua khỏi cái bụi bông này đó, đó là khu vực của là phường Nam Hồ. Đó. Và từ cái góc quay ở trên cao á, thì các anh chị và các bạn có thể là nhìn thấy khu du lịch Nam Hồ, nó rất gần luôn nha. Đó, phía dưới này thì cái tầm của mình nó phải là 18 mét đó các anh chị. Đó, nó dài qua tới bên kia, tới bên cái nhà lồng đó các anh chị. Nó tầm 18 mét á. Đó. Đó, rồi trên đất của mình á, thì nó dùng được có là 3 cấp nhẹ nhẹ nha. Đó, xuống cấp nhẹ nhẹ thì họ đã dựng những cái sườn như vậy. Và họ trước đây họ kinh doanh. Đó, nhưng mà vì lý do thì Hải cũng đã trình bày rồi, thì cách bỏ mấy năm nay họ không có đụng tới rồi các anh chị, thì thành ra là giờ họ chỉ bán cái phần đất này thôi. Thì Hải cũng sẽ nói luôn, phần đất này cái diện tích của nó là 710 mét sổ riêng nông nghiệp nha các anh chị. Và mảnh đất này tọa lạc ở là phường 11 thành phố Đà Lạt. Đó, và từ cái vị trí cái lô đất của mình mà đi đến trung tâm thành phố Đà Lạt thì nó tầm là 6 km 5 nha. Đó, và mình chỉ cần biết là túi mơ to là mình chạy cái con đường đó vào chưa đến 100 mét là mình đã đến vị trí lô đất của mình rồi. Đó, và Hải cũng công bố luôn, lô đất này là chủ gửi bán với cái giá là 5 tỷ 500 triệu nha. Các anh chị có quan tâm mình đến đây mình xem. Và mình sẽ gặp chủ, mình đàm phán thương lượng giá cả nha các anh chị. Và nhiệm vụ của Hải thì làm sao cho nó rõ ràng nhất để các anh chị có một cái nhìn chi tiết nha. Và từ góc quay trên cao thì các anh chị có thể là hình dung được là xung quanh mình như thế nào, có gì rồi đó. Và video cũng đã quá dài, thôi Hải xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Hải ra những sản phẩm tiếp theo về cảnh quan và nhà đất Đà Lạt nha. Bye bye mọi người. Xin chào.